Dạ rồi, và em Hương Lan Rần xin chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay chuẩn bị khai trương thì em sẽ review và em sẽ dẫn tất cả mọi người đến xem những gốc mai rừng Bình Thuận ở quê em ha. Đây em sẽ đi từ đầu đến cuối. Đây mình đứng xa mình chỉ thấy được cái tán của cây mai này nha mọi người. Đó, nó hơi chói mặt trời, tại vì cái kia là đụng hàng rào nên không quay hướng đi quay được, nó chật. Quay hướng này thì hơi chói mặt trời, mọi người thông cảm nha. Đó, tán rất bự nha mọi người, rất là cao. Cây này từ gốc lên ngọn cao cỡ 3 mét. Đó, tán rất bự, rất đẹp nha. Phun hết bầu trời nè, phun hết màn hình luôn nè mọi người. Đó, mình vào đặc biệt gốc nha. Mọi người coi bộ gốc của nó nè, rất là to nha. Chói nắng quá. Đó, tàn chi, cành đồ, rất là đẹp nha, rất là đều luôn. Đó. Full điện thoại luôn ha mọi người. Đó. Đây mình đứng từ xa nha, một màu vàng rực rỡ. Đó. Chắc xuông xuất hiện, rất đẹp nha mọi người, cảnh rất yên bình luôn. Rồi, mình ngắm tổng quan, bây giờ mình sẽ vô chi tiết ha. Đây, mọi người coi nè, rất đẹp nè. Góc rất to nha mọi người. Rực vàng, một màu vàng rực rỡ, rất là đẹp, rất chi là đẹp. Đó, đang lẹt vào vườn mai một rất đẹp luôn, thơm, bay mùi rất là thơm. Bộ gốc đây. Thơm quá. Ồ, cây này có bông có dày đặc luôn mọi người. Dày đặc mông luôn. Cây mai này, tán này rất là to luôn. Mọi người coi này. Mọi người ngắm cái bộ đế nha. À, rất to, rất đẹp nha mọi người. Những cái vết này nè, đó là cái gốc cây đâu quá trình phát triển to ra nên cái lớp da ngồi nó nứt ra nè, đó nó hở ra là chứng tỏ là cây phát triển rất là tốt. Đó, đó nó đang răng nè, nó đang răng nè, là gốc đang phì ra to, đang phì ra to đó. Đó, rất là đẹp luôn, rất to. Đây, cảnh quê thật yên bình. Buổi sáng mà hướng gió nam thổi vô nhà mọi người nghe mùi thơm cũng mai luôn, không cần cài bảo thức, nghe mùi mình ngủ mình lúc mà gần dậy á, sáng sớm á 5 giờ đến 6 giờ á nó thổi vô thơm lắm, cái mình tỉnh giấc luôn, ra ngày mai luôn. Đó. Wow, cái này gọi thế gọi mình coi nè.
rất là vàng, rất là đẹp luôn. Coi bộ góc nha, coi tán này nha. Rất là to, không hết tay, cái góc nữa bự. Đây rất là to. Đây, ở này. Đa số đây toàn là gốc to to không nha mọi người. Cây này là gốc này rất là to nè, to nhất khúc chỗ này nè, khúc mình đang đứng là to nhất đó. Cái tán nè, mọi người coi nè, em phải đứng xa mới lấy hết được cái tán của nó, chứ đứng gần là không thấy được hết đó. Tán muốn full màn hình rồi thấy biết bự cỡ nào không mọi người. Giờ cho mọi người chiêm ngưỡng cái gốc nha, là những chú ong bay vèo vèo để hút mật đó. Mọi người coi nè, rất là to luôn, này khủng bố luôn, khủng khiếp luôn mọi người. Phải đứng xa cho cái góc, mà đứng gần cái góc nó cũng muốn full màn hình luôn mọi người. Mọi người coi cái góc này rất là to nha. Góc rất là to, góc này rất là to nha. Này cái này phải sớm một bầu trời trong xanh, một màu vàng rực rỡ. Cái này mọi người góc này cũng rất là to, rất đẹp. Tán bự. Tuyệt vời. Cánh rất to luôn. Sau đây là cuối rừng mai, đây là cây đào, cây đào ra cây điều á mọi người, cây điều đó. Rồi, đây là cây cây cuối cùng. Đấy, cây cuối cùng rất là to nha mọi người.
coi nè, mông chi chít luôn, rực cả bầu trời. Đấy. Nhưng phải đứng xa chứ đứng gần là không lấy hết cái tàn của nó. Đó. Bông rất đẹp, ở ngoài chỉ đẹp hơn trong màn hình nha mọi người. Đó, ở ngoài chỉ thực tế hơn, đẹp hơn. Rất đẹp luôn, mọi người coi cái góc nè, cái góc rất là to nha. Cái chật giữa nè, đó, thân giữa này rất là bự nè. Vậy rồi. Em cũng review xong một cái vườn mai xinh xinh. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó, mai Bình Thuận, mai vàng Bình Thuận. Đó. Mọi người xem nhớ share, like and subscribe kênh giúp Hương Lan Rừng nhé. Để xem khi em đăng những video thì chỉ có thông báo trên điện thoại của anh chị, thì mình chỉ coi được những video hay và thú vị, đặc biệt là những cảnh đi rừng và những cái đẹp nhất em chỉ đưa lên quay cho mọi người chiêm ngưỡng ạ. Ví dụ như mai lan, phong cảnh thiên nhiên đối với em. Mai rất đẹp nha mọi người. Hùng Vê Yên Bình, Đống Chuông.